ngọt quả nó cũng ngọt chị ạ. Đu đủ gì đỏ hay đu đủ? Đu đủ quả đỏ cả vàng. Đây quả nào đó? Cái quả những cái quả nào đỏ đấy?
chín rồi. Ăn thịt luôn mái con trống này. Không là mái. Hồn đấy anh, cái trống hồn. Ui. Chín rồi anh nhỉ. Hơi cháy một tí. Hơi cháy phần gia vị. Nước chấm thanh thanh đây. Con em bị bẻ được nó to quá không ăn được hết được. Ờ. Wow, nóng quá. Nóng quá sao ăn được. Ây da, thử thế. Nóng quá. Ê. Đủ ăn rồi, tí ăn xong lại cắt. Cầm lắm nhá. Ngồi luôn. Ngồi. Thơm quá. Món này nhỉ. Nào. Còn lại đỏ không? Ngon
nhiều nữa.